Hello mọi người nha. Hôm nay thì anh em mình đi làm ẩm thực. Đây là cá nha mọi người. Cá này cá lóc. Đây anh em mình nướng nha. Rồi. Đây. Let's go. Quay mình sẽ tiến hành đi kiếm củi để nướng cá nha mọi người. Mọi người hãy chờ nha. Để ra luôn hả mọi người? Mình đi kiếm củi nào mọi người ơi. Kiếm củi xong rồi mình sẽ tiến hành nướng cá. Đúng rồi. Rồi bẻ củi đi rồi lôi cái nhánh củi này xuống. Rồi mình sẽ nướng cá. Nhìn quá mọi người ơi. Gãy luôn đâu. Coi chừng cái dao nha. Dao là đứt giò. Dao nè. Dao nè mọi người. Đứt giò mọi người. Anh em mình cẩn thận nha mọi người. Khu rừng Khánh Đông. Khu rừng Khánh Đông nha mọi người. Củi bên sát bên đây là công ty nha mọi người. Củi quá trời luôn, cây cối rồi nè. Đó. Chùm anh mọi người. Quay một vòng cho mọi người xem. Nhưng mà có cái ở đây mũi á mọi người, mũi nó cắn quá chịu. Rồi bây giờ tiến hành gom củi vô ngay gốc đó đi. Gom vô ngay gốc đó. Đúng rồi. Nó để ngay chân chỗ của vì dòng gạch đó đi. Phải làm giống chắc bằng tay. Mọi người ơi, ở đây có cái con này khi con gì này mọi người ơi. Thấy ghê quá. Mọi người thấy không? Nó bự lắm. Nè. Thôi mấy anh em mình bắt nó rồi mọi người. Ôi ghê quá. Ui. Chạy xuống thám đi. Ui. Bây giờ mình sẽ tiến hành đốt lửa. Tiến hành đốt lửa. Đúng rồi. Giờ lấy gì đốt lửa đây? Bây giờ không có gì một thì đốt lửa không là một chuyện rồi mọi người. Mọi người ơi, hồi nãy giờ mình kiếm bọc không có cho nên là mình mới tìm thấy cái này. Rồi mình sẽ lên lửa nha mọi người. Lên lửa để nướng cá. Đó nha mọi người, bây giờ mà gió quá mình. Bây giờ nó cháy rồi cái mình để vô củi củi nó. Nó sẽ cháy lên rồi nó thành than là mình khỏe rồi. Rồi nó sẽ cháy được rồi cháy luôn. Bây giờ có khói rồi, có lửa nữa. Khói lửa đầy đủ là mình quên nữa mọi người. Mình phải chờ nó có than mình mới nướng được chứ gì mà để vô là chín thôi, khét luôn à. Rồi. Tranh thủ đi, tranh thủ bẻ hết củi lẹ lẹ vô đi đằng để sợ nó tắt rồi hả? Không tắt đâu, dễ cho tắt. Nó cháy được cháy luôn không? Ừ, cháy luôn rồi, bẻ đi, bẻ cắt dắt lên.